Đặc sắc TBK luôn đồng hành cùng quý vị trong mỗi giờ lên sóng. Chúng tôi hy vọng rằng Đặc sắc TBK đã trở thành một chương trình quen thuộc với quý vị mỗi ngày vào các khung giờ 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ 50. Đáng chú ý trong buổi chiều hôm nay là những chương trình trên làn sóng phát thanh 102.1 MHz. Một trong số đó chính là giáo dục và đào tạo với một trong số các nội dung đó là thực hiện chương trình phổ cập giáo dục xóa mù chữ tại tỉnh Bắc Cạn năm 2020. Đảng và Nhà nước luôn khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu. Vì vậy, để phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, Ban chấp hành Trung ương khóa 11 đã ban hành nghị quyết số 29 NQTU về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Chính phủ đã ban hành nghị định số 20/2014/NĐ-CP về thực hiện chính sách phổ cập giáo dục xóa mù chữ trên địa bàn cả nước nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ. Mời quý vị cùng theo dõi để hiểu hơn về công tác này với chuyên mục nói trên. Trong khi đó, trên kênh truyền hình của chúng tôi mỗi ngày cũng sẽ không thể thiếu hai bản tin nhiều màu sắc và sôi nổi. Đó chính là bản tin thể thao lúc 17:20 và được phát lại lúc 20:20. Và bản tin văn hóa phát sóng lúc 18:30. Cùng với Đặc sắc TBK thì địa chỉ website bắc cạn tv.vn hy vọng sẽ trở thành một địa chỉ thân thuộc đối với tất cả quý vị. Với lượng người truy cập ổn định và những thông tin đáng chú ý nhất về các mặt của đời sống, tất cả chương trình phát thanh và truyền hình đã được lên sóng. Đây là địa chỉ mà chúng tôi hy vọng quý vị sẽ tiếp tục yêu mến. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đặc sắc TBK.